Vừa qua, cùng với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sau một giờ tắt đèn trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng. Với phương châm đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Chiến dịch giờ trái đất 2019 tập trung vào những nội dung tuyên truyền thiết thực, sáng tạo qua các chủ đề như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất, Save Energy, Save Earth. Giữa lễ khởi động và lễ tắt đèn, một loạt các tọa đàm về các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau đã được tổ chức, đặc biệt là hoạt động đồng hành của sinh viên với chiến dịch giờ trái đất, với sự tham gia của 1.000 sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Các hoạt động trên trang fanpage chính thức của Giờ Trái Đất Việt Nam cũng truyền tải các thông điệp mỗi ngày về các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại gia đình, văn phòng và cộng đồng.